Các bạn thân mến, đối với các công trình như là trường học, bệnh viện hay các nhà xưởng rộng lớn thì bên cạnh một hệ thống an ninh tốt như phòng cháy chữa cháy thì một hệ thống thông báo cũng giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn một hệ thống như thế rất là trực quan ở đây. Và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hệ thống âm thanh thông báo công cộng Intercom 6000. Và rất đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ có một anh kỹ thuật viên để cùng đấu nối cũng như là tìm hiểu về những chức năng cũng như là các thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Em xin mời anh ạ. Chào anh. Chào. Và đầu tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Chào các bạn, mình là Lộc, kỹ thuật viên của công ty âm thanh chính tại Hà Nội. Dạ vâng, xin chào anh Lộc. Và hôm nay thì anh Lộc sẽ cùng với em để cùng khám phá về cái hệ thống này và giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin cũng như cái nhìn trực quan nhất về hệ thống này được không ạ? Ok. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đấu nối sản phẩm này để cùng khởi động để xem là cái hoạt động của hệ thống này như thế nào nhé. Vừa rồi thì anh Lộc của chúng ta đã lắp đặt và đấu nối xong hệ thống âm thanh thông báo công cộng Intercom 6000. Và bây giờ thì anh Lộc ơi, chúng ta sẽ cùng đi khám phá về những cái chức năng cũng như là những cái hoạt động của hệ thống này được không ạ? Ok, em có một đề xuất là chúng ta sẽ cùng khám phá từng thiết bị một và chúng ta sẽ dựa trên cái mức độ ưu tiên được không ạ? Được ạ. Vâng, anh Lộc ơi, theo anh thì cái thiết bị nào sẽ là được ưu tiên trong cái hệ thống này ạ? Hệ thống báo động khi mà được kết nối hoàn thành thì hệ thống luôn luôn có quyền cao nhất là thiết bị báo động báo cháy. Dạ vâng. Tại sao nó lại được cái quyền ưu tiên cao nhất ở đây? Anh có thể giải thích một chút để cho mọi người có thể hiểu thêm được không ạ? Hệ thống báo động báo cháy được quyền tối cao nhất vì khi xảy ra sự cố thì hệ thống báo động báo cháy sẽ phải thông báo ngay tức thời và để chúng ta có thể kiểm soát sự cố tốt nhất. Em tưởng tượng như là trong một cái hệ thống như thế này, nó được quyền ưu tiên cao nhất, nó giống như kiểu là khi mà chúng ta đang tham gia giao thông ấy, những cái xe ưu tiên mà khi mà họ hú còi lên thì cái việc đấy nó cũng giống như là cái thiết bị này ở trong cả hệ thống đúng không anh? Chính xác. Trong cái trường hợp khẩn cấp đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Bây giờ thì anh có thể nói qua về cái hoạt động của cái thiết bị này như thế nào đúng không ạ? Thiết bị báo động báo cháy của mình được có tên là EP6216, là Emergency Panel. Vâng. Là chính là thiết bị này. Dạ vâng. Ở đây mình có một đèn báo fire, có nghĩa là khi có hỏa hoạn thì cái tín hiệu đấy sẽ sáng lên và vâng, báo rằng là đang có sự cố. Vậy thì cái sự cố đó nó được cài đặt thiết lập sẵn hay là mình phải có cái thông báo trực tiếp từ người tác động bên ngoài ạ? Bảng điều khiển này thì sẽ được nối trực tiếp với cả báo cháy liên động của tòa nhà. Sẽ có nhiệm vụ là tự động kích hoạt thông báo báo cháy khi có sự cố. Và sau khi kích hoạt báo cháy thì mình có thể sử dụng các phím và mic đàm cầm tay để thông báo đến các khu vực có sự cố. Dạ vâng. Vậy thì cái việc các nút điều khiển bên kia để hoạt động như thế nào, anh có thể làm những cái thao tác trực quan hơn để cho mọi người được nhìn thấy được không ạ? Ok. Dạ. Thì hiện tại thì đang không có những kết nối với hệ thống liên động. Dạ nhưng vâng, chúng ta vẫn có thể test được trực tiếp
Dạ vâng. Qua phím test ở trên bàn điều khiển. Dạ vâng ạ. Thì khi chúng ta kích hoạt thì nó sẽ có còi hú và mình sẽ mô phỏng cho các bạn ngay tại đây. Đèn báo động đang sáng và sẽ có còi hú giống tiếng còi hú của cứu hỏa. Đó. Wow, cái âm thanh vừa rồi nếu như mà được kết nối ở trong cái tòa nhà thực thụ ấy thì nó sẽ thông báo đến toàn bộ hệ thống là cái âm báo khẩn cấp trong cái tình huống như thế đúng không anh? Chính xác. Vâng, rất là nó đã được cài đặt rất là thông minh đúng không ạ? Vậy thì cái bộ đàm cầm tay kia thì nó có chức năng như thế nào anh? À, cái bộ đàm đấy nó rất quan trọng. Trong trường hợp khi mà đang có còi hú liên động như vậy thì mọi âm thanh sẽ phải ưu tiên cho cái tiếng còi hú đó. Nhưng chỉ duy nhất cái mic đàm này thì vẫn có thể hoạt động để thông báo cho các khu vực cách sơ tán cũng như là hướng dẫn họ sơ tán một cách hợp lý. Vâng, tức là trong cái tình huống khẩn cấp thì cái mic đấy có thể là đưa ra những cái thông báo một cách chi tiết và rõ ràng về cái cách sơ tán hoặc là những cái thông báo để đưa cái người dân hoặc là đưa những cái người trong cái khu vực đó đến nơi an toàn nhất. Đó là cái chức năng của cái bộ đàm đấy đúng không anh? Chính xác. Đã. Như vậy là các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chức năng của thiết bị này rồi đúng không? Cái tiếp theo thì mình sẽ đến thiết bị nào được ưu tiên ạ? Sau cái thông báo cháy thì thiết bị tiếp theo mà cũng mang tính quan trọng không kém là bộ quản lý trung tâm, nó là bộ ECS6216P. Bộ quản lý trung tâm đúng không anh? Đúng rồi. Tức là cái trình điều khiển để điều khiển các thiết bị còn lại của hệ thống đúng không ạ? Chính xác. Tức là bộ này nó tên là ECS, viết tắt của từng Emergency Combined System. Nó là bộ tích hợp giữa báo cháy và hệ thống chọn vùng. Dạ vâng. Như em có thể quan sát ở đây thì ở đây nó đang hiển thị là 16 zone, tức là 16 vùng đúng không anh? Chính xác. Dạ vâng. Thế thì anh có thể giải thích qua với mọi người về cái chức năng của cái hệ thống này nó được thực hiện như thế nào đối với hệ thống không? Đối với cả bộ ECS này thì trên một bộ ECS sẽ có 16 zone. Dạ. Tương ứng với 16 khu vực, mình có thể truy cập đến từng khu vực một, thông báo đến từng khu vực một cũng như là phát các bản tin thông báo. Đó. Thì bộ này 16 vùng nhưng vẫn có thể mở rộng lên tới 160 vùng. Tức là có nghĩa là chúng ta có thể có thêm những cái thiết bị mở rộng và kết nối với thiết bị trung tâm để mình tăng cái vùng hoạt động của cái thiết bị đấy lên đúng không anh? Chính xác. Chúng ta có thể mở rộng lên tới tận 160 khu vực. 160 khu vực, tức là chúng ta có thể kết nối tối đa là 10 thiết bị đúng không ạ? À, thực sự là em thấy là cái thiết bị này thực sự nó có một cái sức mạnh. Đúng là chúng ta phải tìm hiểu về nó thì mới biết được là nó có sức mạnh như thế nào đúng không anh? À, về cái thiết bị này thì em có thể sử dụng cái từ để mô tả nó, đó là nó vô cùng quan trọng bởi vì nó là thiết bị trung tâm. Nhưng mà nó cũng rất là phức tạp đúng không anh? Bởi vì nó phải kết nối, nó có thể kết nối được với nhiều cái thiết bị mở rộng khác. Đúng không ạ? Đúng không? Vậy là chúng ta vừa được anh Lộc review về cái thiết bị có thể coi là trái tim của cái hệ thống này, đúng không anh? Vâng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị nào nữa ạ? Đối với cả hệ thống trung tâm này thì chúng ta có thể tương tác trực tiếp ở trên máy. Đó là chúng ta có thể tắt và mở các zone trực tiếp ở trên bảng điều khiển. Và on zone là tắt và bật tất cả 16 vùng zone. Chính xác, đây chúng ta có thể tắt và bật 16 vùng zone ngay lập tức, cũng như là tắt mở từng khu vực trên bảng điều khiển. Đây là tính năng thứ nhất. Và tính năng cao cấp hơn của nó nữa là thay vì việc chúng ta phải bấm trực tiếp trên bảng điều khiển thì chúng ta sẽ có một cái bộ remote microphone để có thể thông báo từ khoảng cách xa hơn thay vì là phải sử dụng trực tiếp trên bàn điều khiển. Thế thì nó giống như một cái bàn điều khiển di động đúng không anh? Chính xác. Và đây chúng ta sẽ có một cái bàn điều khiển di động ở đây. Đây là bộ mic chọn vùng từ xa. Một bộ điều khiển này
thì nó có tên là RM6024. Nó sẽ kết nối trực tiếp với cả bộ trung tâm để có thể mình có thể tương tác nó từ xa mà không cần phải đến thẳng trực tiếp tổ trung tâm để làm việc. Thì cái mic này rất là thông dụng trong các hệ thống thông báo, vì nó có thể truy cập đến từng khu vực một. Ở đây mình có thể là truy cập đến 24 khu vực trên một bàn mic. Dạ vâng, thế thì anh có thể giới thiệu qua cái chức năng của bàn phím này được không ạ? Khi bàn phím này hoạt động thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Thứ nhất là mình sẽ hủy cái lệnh ở trên bàn điều khiển đi. Và ở đây thì mình có 24 phím. Giả dụ như thiết bị loa của mình ở phím số 1 thì chúng ta sẽ thử bấm phím số 1. Đó. Các bạn để ý ở đây, khi mà chúng ta chọn cái phím ấy thì nó sẽ có một cái đèn bảng tín hiệu ở đây đúng không anh? Chính xác. Màu vàng là cái phím chúng ta chọn nó sẽ hoạt động, nó đã được kích hoạt. Và tương ứng là ở cái thiết bị trung tâm ở kia là zone 1 đúng không anh? Chính xác. Thế bây giờ mình sẽ thử kích hoạt cái âm thanh nó sẽ ra sao. Đó, thì các bạn thấy zone 1 cũng đã được bật ở hệ thống trung tâm. Và mình sẽ thử bằng chuông. Thì ở đây mình có một cái nút stream ở đây. Khi mà mình kích vào nút chuông này thì nó sẽ có phát ra tiếng kêu. Đó. Dạ vâng, rất là trực quan, rất là thuận tiện cho chúng ta trong việc điều khiển từ xa đúng không anh? Sau khi mà mình hoàn thành cái công cuộc thông báo xong, chúng ta nút thoát một lần nữa thì toàn bộ hệ thống sẽ trở lại bình thường. Dạ vâng, cái nút thoát này nó giống như kiểu nút assist để chúng ta có thể thoát ra đúng không anh? Chính xác. Vâng, em cảm ơn anh vì những cái chia sẻ vừa rồi. Vừa rồi thì em có nghe anh Lộc nói về một cái thiết bị, đó là thiết bị vùng mở rộng đúng không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng, thì cái vùng mở rộng đó được kết nối với cái thiết bị trung tâm để chúng ta tăng được cái hiệu quả của cái thiết bị trung tâm đấy lên đúng không ạ? Thì anh có thể giới thiệu với mọi người ở đây được không? Ở đây thì mình có thêm một bộ mở rộng là 16 kênh nữa. Thì mỗi bộ mở rộng này sẽ có thêm 16 kênh, tăng thêm là hiện tại là mình đang có 32 kênh riêng biệt để truy cập được thêm 32 khu vực nữa. Okay. Tối đa mình sẽ lắp được thêm 9 bộ mở rộng. Wow. Và cộng thêm một bộ trung tâm nữa là 160 zone. Wow. Như em có thể quan sát thấy ở đây thì cái bộ mở rộng này nó có cái thiết kế nó giống như kiểu một bản sao của thiết bị trung tâm anh Lộc ạ, đúng không ạ? Chính xác. Và nhưng mà cái chức năng và cái vai trò của nó thì em đoán là nó sẽ hạn chế hơn thiết bị trung tâm một chút. Đúng vậy. Thì các bộ mở rộng này sẽ được đánh thứ tự từ 1 cho đến 9. Nó sẽ tương xứng với các cái thứ tự được đặt ở trong hệ thống để mình có thể truy cập một cách chính xác nhất. Thứ hai là nó sẽ phải chịu một cái lệnh ưu tiên đối với cả bộ trung tâm, tức là bộ trung tâm sẽ là điều khiển chính và các bộ mở rộng sẽ là phụ. Đúng rồi, khi mà chúng ta có một hệ thống này thì chỉ có một hệ thống trung tâm được quyền kiểm soát và có những cái gọi là giống như kiểu đặc quyền đúng không anh? Những cái để nó có thể điều khiển những cái thiết bị khác được chính xác và nó không bị xáo trộn hay là bị lẫn vào những cái vai trò của nhau đúng không ạ? Đúng rồi, vai trò của một bộ trung tâm rất là quan trọng để điều khiển một cách mạch lạc và hệ thống sẽ đi vào ổn định rất là nhanh sau khi mình kết nối toàn bộ hệ thống. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thiết bị, đó là anh Lộc ạ. Tiếp theo thì qua những cái phần quan trọng nhất của mình thì mình sẽ có những cái bộ như timer. Timer là một bộ có thể thông báo các bản tin theo giờ. Timer là cài đặt thời gian đúng không anh? Chính xác. Là một bộ cài đặt thời gian và có thể phát về thông báo hay khởi động nguồn hoặc tắt nguồn theo giờ. Giống như mình hẹn giờ, một cái thiết bị thông minh hiện nay thì nó luôn có cái chức năng timer. Em thấy có rất là nhiều cái thiết bị chúng ta, ngay cả những cái thiết bị rất là gần gũi như là điều hòa này hay là những cái thiết bị di động điện tử thì chúng ta đều có cái chức năng đó để mình có thể cài đặt để phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là giúp chúng ta quản lý cái thời gian và làm việc có kế hoạch hơn đúng không anh? Chính xác. Dạ vâng. Thì ở đây mình có một bộ timer, nó tên là
PW6242B là Program Timer. Thiết bị này thường được sử dụng trong các nhà xưởng hay trường học, tại vì trong các môi trường đấy giờ giấc của họ rất là quan trọng. Và cái đồng hồ time ở trên này thì luôn luôn chính xác, kể cả khi có bị mất nguồn điện chi chăng nữa thì nó sẽ vẫn lưu lại cái thời gian để có thể khởi động lại nhanh nhất. Tức là trong những cái môi trường mà chúng ta rất là quan trọng về cái giờ giấc và phải đúng đến từng giây, đúng không, thì cái thiết bị này nó đóng cái vai trò vô cùng quan trọng để giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chúng ta có thể set up được một cách khoa học nhất, đúng không ạ? Tiếp theo thì anh Lộc sẽ chia sẻ với chúng ta về thiết bị nào trong hệ thống đấy ạ? Sau đây thì mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về các thiết bị có thể nói là tính năng mở rộng của hệ thống. Ở đây thì mình có thêm một cái thiết bị nữa là Multi Wi-Fi. Có nghĩa là bảng điều khiển phát lại các bản tin được lưu sẵn. Ở đây nó chính là thiết bị là PV6232A Multi Wi-Fi của mình ở đây. Cái thiết bị này thì nó làm nhiệm vụ là phát lại và lưu lại các bản tin dùng cho các trường hợp như chẳng hạn khẩn cấp hay các bản tin báo hạn trời mưa hay là báo về sự cố. Đó. Tức là những cái thông tin được lưu sẵn và nếu như mà trong cái trường hợp bối cảnh nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị này để cho cái chức năng là phát đi cái bản tin đó, đúng không anh? Giống như kiểu là em đang liên tưởng nhá, là giống như những cái lời mà em đã nghe khi mà em đang ngồi chờ ở phòng chờ trong sân bay, thì em được nghe những cái thông báo về các cửa mà hành khách sẽ tới này, về những cái thông tin chuyến bay sắp tới, hoặc là nếu như là có những cái thông tin bị trễ giờ, thì đây chính là cái chức năng mà cái thiết bị này sẽ làm, đúng không anh? Chính xác. Thì ở đây tuy là thiết bị mở rộng nhưng mà nó có sự quyết định khá là lớn, tại vì khi mà nó được kết nối với cả bộ timer hay là bộ báo động báo cháy và các cảm biến sensor thì nó có một cái lợi thế rất là cao. Chẳng hạn bây giờ mình có thể phát cho các bạn nghe một bản tin được lưu sẵn ở trong máy. Vâng, như vậy là các bạn có thể nghe được trực tiếp luôn một cái bản tin mà cái thiết bị này có thể làm được. Thì bây giờ mình có thể phát thử cho các bạn một bản tin được lưu sẵn ở trong thiết bị phát lại này. Dạ vâng. Anh có thể cho mọi người được nghe và được nhìn những cái thao tác mà chúng ta sẽ thực hiện trên thiết bị này, được không ạ? Được, ok, mình sẽ thử nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Ở đây nó là một bản tin báo động, các bạn thử lắng nghe. Xin quý vị chú ý, hiện nay chuông báo cháy đang kêu trong tòa nhà. Chúng tôi đang kiểm tra sự cố. Xin quý khách bình tĩnh và chờ các thông tin tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, your attention please. Wow, đây chính là một cái bản thu âm mình đã được lưu sẵn ở trong thiết bị. Và khi mà đến cái trường hợp đó thì mình sẽ chỉ cần phát nó lên như thế, đúng không ạ? Thì ngoài cái việc là nó có thể phát tín hiệu bằng tay như thế này thì nó có thể kết nối với cả các cái bộ phát tự động, giống ví dụ như bộ timer của mình có thể kích hoạt tự động theo giờ. Đó. Tức là khi mà chúng ta đã set up được thời gian và set up được cái nội dung tin nhắn hoặc là thông báo thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái thiết bị này với nhau để chúng giúp chúng ta thực hiện được những cái thao tác đấy, đúng không ạ? Như vậy em thấy là một cái setup này rất là thông minh và linh hoạt, giúp chúng ta có một cái cách làm việc khoa học và chính xác trong giờ, đúng không anh? Vâng. Ngoài ra nếu để nâng cao thêm sự an toàn của hệ thống thì chúng ta còn thêm một cái thiết bị nhỏ nhỏ nữa, cũng là một phần mở rộng. Về tính năng họ sẽ cho mình thêm một bộ là MC router, là bộ mở rộng tín hiệu báo động về liên động báo cháy. Mình cũng có thể kết nối với cả hệ thống phát lại bản tin để có thể phát lại các bản tin khi có sự cố trực tiếp của tòa nhà. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về cái thiết bị mở rộng này để cho em cũng như là mọi người được hiểu sâu thêm về thiết bị này, được không ạ? Cái bộ mở rộng MC router này của mình thì
nó làm nhiệm vụ là kết nối thêm các sensor về báo động, ví dụ như báo cháy, báo khói hay báo có sét, để mang lại cái độ nhạy cao hơn về mặt an toàn. Vâng, những cái trường hợp khẩn cấp và nhằm để đảm bảo sự an toàn đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Đấy là một tính năng nâng cao của hệ thống. Dạ vâng, rất là thông minh, rất là hiện đại. Vâng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thiết bị gì nhỉ anh? Thiết bị tiếp theo của mình, ngoài những cái kết nối nó tối quan trọng như vậy, thì các kết nối khác ví dụ như micro gắn ngoài hay các bản nhạc mình cần phát, hay thậm chí là các cái chuông, thì mình cũng có thể gắn thêm vào một con thiết bị rất đặc biệt nữa, đó là bộ preamply, có nghĩa là tiếng khuếch đại hay là bộ trộn âm thanh. Ở đây nó mang mã là PP6213 preamp. Các bạn có thể nhìn thấy nó rất là nhiều nút. Nhưng em có thể quan sát ở đây thì cái thiết bị này nó khá là nhiều các núm và nhiều thông tin. Như vậy thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn về cái vai trò cũng như là cái cách sử dụng, cái đặc điểm nổi bật nhất của thiết bị này được không ạ? Thiết bị này nổi bật nhất ở nhiệm vụ của nó là trộn tín hiệu, có nghĩa là nhiều tín hiệu vào và chỉ có một đường ra duy nhất. Đó. À, thế thì mình có thể trộn được tối đa bao nhiêu tín hiệu? Ở đây của mình là mặc định đang có 9 kênh 9 tín hiệu. Và mình có thêm 2 kênh tín hiệu ưu tiên nữa dành cho các cái bộ phát chuông ưu tiên chẳng hạn. Dạ vâng. 2 kênh ưu tiên thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái trường hợp khẩn cấp hoặc là cần thiết đúng không anh? Vâng, ngoài ra tính năng của nó có thể kết nối vào được các loại micro hoặc là các bản phát nhạc từ CD và micro điện dung. Kênh 1 và kênh 2 sẽ có nguồn để cấp điện cho mic điện dung khi chúng ta cần. Wow, một chức năng rất là thú vị của thiết bị này mà chúng ta trông thì có vẻ phức tạp như thế, nhưng mà khi chúng ta hiểu về cái sản phẩm này rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một thiết bị rất là thuận lợi trong cái việc chúng ta sử dụng trong âm thanh thông báo công cộng đúng không ạ? Mình hiện tại mình đang gắn một thiết bị phát lại ở bảng điều khiển này, thì mình có thể phát thử cho các bạn xem là nó sử dụng có khó hay không nhé. Dạ vâng, vậy thì anh có thể thao tác được cho em và cũng như mọi người cùng thấy luôn được không ạ? Ở đây thì các bạn thấy ở đây nó có 9 kênh và hiện tại kênh 9 đang có tín hiệu báo xanh. Thì khi mà các bạn muốn phát thì chỉ cần gửi tín hiệu lên, tiếng sẽ có. Đó, đây là cái cần volume của mình chỉ cần việc đẩy nhẹ lên là sẽ có tín hiệu ra thôi. Wow, nó giống như em đang tưởng đến cái bộ mixer của mình ấy anh. À, sẽ có những cái bộ trộn âm thanh như thế này đúng không ạ? Như các bạn có thể thấy thì khi nếu như các bạn đã từng sử dụng hoặc từng xem qua những cái bộ mixer thì cái bảng điều khiển này nó cũng chính là một phần trong những cái bộ mixer đúng không anh? Chính xác, đây là một giao diện khá là trực quan, giống như như các bộ mixer chuyên dụng. Dạ vâng, rất là dễ sử dụng nếu như mà chúng ta chỉ cần bỏ một chút thời gian ra để tìm hiểu thôi. Thì em ở đây thì em có thể hiểu được cái chức năng của nó và chắc là nếu như em có một chút thời gian thì em cũng có thể sử dụng nó được, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Dạ vâng. Có một câu hỏi mà em và có lẽ là cũng rất là nhiều người đang rất là thắc mắc, đó là cái thiết bị này, cái hệ thống này của chúng ta sẽ vận hành nhờ cái năng lượng từ đâu và cái nguồn để chúng ta sử dụng nó là như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Cái này thì chắc chắn là sẽ có những thiết bị cấp tải rất là lớn. Dạ vâng. Ở đây thì mình đang có hai thiết bị cực kỳ lớn về công suất. Thứ nhất là phần công suất dành cho speaker, nó chính là bộ khuếch đại. Bộ khuếch đại âm thanh đúng không anh? Vâng, chính xác. Ở đây mình đang có một bộ khuếch đại đây. Nó là DPA600S, nó là Digital Power Amplifier. Nó cung cấp một cái lượng công suất là 600W dành cho hệ thống này. Dạ vâng, 600W
Wow, cái công suất khá là lớn đối với một thiết bị âm thanh đúng không anh? Vậy thì cái nguồn mà chúng ta sử dụng ở đây thì nó sẽ lấy từ đâu ạ? Cái nguồn của nó ấy ạ? Khi mà cái hệ thống này hoạt động thì chắc chắn là mình sẽ phải cung cấp cho nó một nguồn năng lượng điện rất là lớn. Thì sau cái bộ khuếch đại là công suất lớn này thì mình còn một bộ nguồn tổng ở đây. Ở dưới này của mình là bộ PD6359. Ở đây cái bộ đây là bộ nguồn tổng để cấp toàn bộ điện và năng lượng cho cả một hệ thống tủ máy này. Nó có hai nguồn là nguồn AC 220V và nguồn DC 24V thì nó có thiết bị phụ trợ và điều khiển. Tức là chúng ta sẽ dùng cái nguồn điện 220V để vận hành cái hệ thống này đúng không ạ? Đúng. Và 24 nguồn DC thì là 24V dành cho các thiết bị khác. Như vậy là chúng ta sẽ có hai nguồn điện để linh động trong cái việc lắp đặt và sử dụng thiết bị đúng không anh? Chính xác. Ở hệ thống nguồn này của mình nó có thể chạy tối đa đến 6.000W. 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 Tại sao lại là 6.000W ạ? Thì 6.000W nó tương xứng với 10 Ampli này. Wow. Tức là 10 thiết bị trung tâm thì cộng sẽ có 10 Ampli. Là mỗi Ampli là 60W thì chúng ta 600W, 600W đúng không ạ? Thì 10 Ampli thì chúng ta sẽ có là 6.000W. Wow, em tưởng tượng là với cái công suất này chúng ta có thể đảm bảo cái việc thông báo dành cho một cái tòa nhà rất là lớn. Và thậm chí là như chúng ta có thể hình dung là những cái sân bay như là sân bay Nội Bài hay là sân bay Long Thành thì đều có thể sử dụng cái hệ thống này được đúng không anh? Chính xác. Vâng. Ngoài cái việc là nó có thể ổn định điện áp, hiển thị điện áp đang sử dụng, thì nó còn một cái tính năng cực kỳ quan trọng nữa là nó có thể chuyển đổi điện, dùng ắc quy khi mà bị mất điện để phòng tránh các trường hợp khẩn cấp. Dạ. Đó. Vậy thì cái việc chuyển đổi đấy thì mình sẽ thông qua cái việc đầu dây, đầu nối như thế nào của anh? Bộ nguồn này nó có thể kết nối với hai ắc quy lớn để có thể cung cấp điện cho hệ thống chạy trong một khoảng thời gian nhất định để có thể mình xử lý sự cố về hỏng điện hay hỏa hoạn. Đó là một tính năng rất là quan trọng và được ưu tiên khi chúng ta xây dựng hệ thống. Với tính năng này thì em nghĩ luôn đến cái việc mà khi mà chúng ta lựa chọn một cái thiết bị nào đó thì cái vấn đề mà chúng ta dùng để gọi là đến những cái trường hợp xảy ra ngoài ý muốn, những cái sự trường hợp đặc biệt ấy, thì đây chính là cái việc mà nhà sản xuất Intel đã cho ra đời được những cái tình huống, những cái thiết bị thay thế như thế đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Như em có thể quan sát ở đây thì cái thiết bị, cái hệ thống của chúng ta gồm có 10 thiết bị cơ bản đúng không anh? Và mỗi thiết bị thì đều có những cái chức năng và cái cách sử dụng của nó thì như anh Lộc vừa chia sẻ với chúng ta rồi, cũng không quá khó khăn khi chúng ta chỉ cần bỏ một chút thời gian ra. Các bạn xem hết video này, mình nghĩ rằng chắc chắn là đa số chúng ta đều có thể hiểu được cái cách vận hành cũng như là cái vai trò của từng thiết bị trong hệ thống này đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có thể thấy là một cái hệ thống âm thanh thông báo công cộng trông có vẻ đồ sộ như thế này, nhưng mà cái cách vận hành của nó thì đều có một cái sự kết nối và đều có một cái cách sắp xếp rất là khoa học để khi chúng ta vận hành nó thì rất là đơn giản trong việc để quản lý cũng như là xử lý các vấn đề liên quan đúng không ạ? Vâng. Khi mà mình có một hệ thống nó lớn như vậy, có thêm nhiều tính năng cao cấp thì mình có thể chia sẻ một chút rằng hệ thống này khi mà mình được bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên cũng như là mình tái tạo lại, reset lại nguồn điện thường xuyên thì hệ thống này có thể tồn tại 5-10 năm là ít ạ. Wow, một cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể nói là với một cái thiết bị âm thanh và trong cái môi trường sử dụng như vậy thì nó khá là bền đúng không anh? 5-10 năm trong một cái hệ thống như thế này nó không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng mà với một cái thiết bị và một cái giá tiền như vậy thì em nghĩ đây sẽ là một cái lựa chọn mà khá là hợp lý đúng không ạ? Chính xác. Và ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn, đó là cái hệ thống âm thanh thông báo công cộng Intel 6000 này đã được lắp đặt ở trong rất là nhiều công trình, trong đó thì phải kể đến đó là công trình trong các nhà máy của Samsung và LG đúng không ạ? Chính xác.
hai trong số các nhà máy mà có cái không gian rất là rộng lớn và yêu cầu về cái chất lượng của sản phẩm để đảm bảo được cái hoạt động của cái không gian đấy, đúng không anh? Chính xác, được nhờ cái sự ổn định và an toàn của hệ thống, và hệ thống cũng được xuất xứ từ Hàn Quốc, nên hai nhà máy lớn nhất Việt Nam là Samsung và LG luôn luôn tin tưởng và lắp đặt các hệ thống này, và đang hiện tại vẫn đang sử dụng, đã trải qua 5 năm sử dụng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm này rất là phù hợp để chúng ta lắp đặt trong việc là thông báo âm thanh công cộng, như là các không gian như là trường học, bệnh viện, thậm chí là các sân bay hay là nhà xưởng rộng lớn. Vâng, em rất là cảm ơn anh Lộc vì hôm nay đã giúp em kết nối, đấu nối các thiết bị và review cho mọi người được biết về cái cách hoạt động cũng như là chức năng của từng thiết bị trong hệ thống này. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như mọi người còn có những thắc mắc gì về các thông tin kỹ thuật thì có thể liên hệ tới số hotline 0904 57 58 56 để chúng tôi có những giải đáp dành cho các thắc mắc đó. Còn để có những đặt hàng cũng như là nhận ưu đãi từ TCA Group thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.